Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Và sau đây sẽ là những nội dung mới nhất trong ngày. Mời các bạn cùng chú ý và theo dõi. Nửa đêm Nhã Phương đăng đàn ẩn ý trên Facebook, nhắc đến chuyện xấu xa khiến khán giả xôn xao. Bước chân vào làng giải trí với danh xưng hot girl tuổi teen, Nhã Phương đã phấn đấu không ngừng nghỉ trên con đường nghệ thuật và vươn lên là một trong những ngôi sao hạng A ăn khách nhất hiện nay. Ở tuổi 30, Nhã Phương sở hữu một sự nghiệp thăng hoa, nhan sắc ngày càng thăng hạng và cuộc sống hôn nhân viên mãn là ao ước của nhiều người. Cũng bởi thế mà nữ diễn viên chính X luôn có sức hút đặc biệt với công chúng. Mới đây nhất vào rạng sáng vào ngày 15 tháng 4, người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi bà xã Trường Giang bỗng đăng đàn trên trang cá nhân. Theo đó, diễn viên tuổi thanh xuân cập nhật dòng trạng thái đầy ẩn ý khó hiểu trên story Facebook. Cụ thể, cô đăng tải story: "Nếu cuộc đời toàn chuyện xấu xa, tại sao cây táo lại nở hoa?" Bài đăng của Nhã Phương vừa như một câu hỏi, lại như một triết lý sống, khiến cư dân mạng đầy mơ hồ hoang mang. Động thái bất ngờ vào giữa đêm của nữ diễn viên chắc hẳn khiến nhiều người phải mất ngủ. Thế nhưng nhìn lại vào dòng trạng thái thì không khó để nhận ra đây là trích đoạn trong bài "Chim sẻ tóc xù" của nhạc sĩ Trần Tiến và lời thơ của nhà thơ Lưu Quang Vũ, bài "Phố Ta" 1970. Tuy nhiên, đây cũng là một câu thoại trong dự án phim truyền hình mà cô tham gia có tên Cây Táo Nở Hoa. Được biết, Cây Táo Nở Hoa là bộ phim truyền hình Việt Nam thuộc thể loại tâm lý, tình cảm, được Việt hóa từ bộ phim nổi tiếng của Hàn Quốc. Đặc biệt, dự án phim quy tụ dàn diễn viên đình đám từ Thái Hòa, Hồng Ánh đến những loạt diễn viên trẻ được yêu thích như Nhã Phương, Thúy Ngân, Trương Thế Vinh, Song Luân, Minh Trang và Hoàng Phi. Trải qua 6 tập phát sóng, bộ phim Cây Táo Nở Hoa nhận được rất nhiều phản ứng tích cực từ khán giả và liên tục lọt top trending trên YouTube. Tất cả đều nhờ nội dung bám sát với đời thực cùng dàn diễn viên nhập vai trọn vẹn và ấn tượng. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.